Ngày nay, cách duy nhất để lên vũ trụ là bằng tên lửa. Nhưng rõ ràng trong tương lai gần, có thể có một số cách mới lạ để ra khỏi bầu khí quyển của trái đất. Vì nào là thang máy không gian, khinh khí cầu, máy phóng, thật không vậy. Trong mọi trường hợp, đây là 10 cách lên vũ trụ đầy sáng tạo. Số 1. Máy phóng. Thứ gọi là máy phóng này thực sự là một máy ly tâm khổng lồ, quay với tốc độ cao. Tốc độ của nó lớn đến nỗi mà khi máy phóng bắn vào không gian, tốc độ của nó đạt đến con số khổng lồ 4.800 km/h. NASA đã từng thử nghiệm công nghệ tương tự, nhưng cuối cùng họ đã đi đến kết luận rằng nó kém tin cậy hơn so với phương thức dùng tên lửa cổ điển. Thách thức chính đối với công nghệ máy phóng là lực cản không khí mạnh mẽ, có thể ngăn không cho tải trọng xô lấn qua bầu khí quyển phía trên. Số 2. Thang máy không gian. Đúng, tôi đang nói về một thang máy thực sự được cho là đi từ trái đất vào không gian. Nó sẽ được kết nối với một tiểu hành tinh hoặc trạm vũ trụ bằng 4 đến 6 dây cáp lớn. Khá là vậy. Đầu dưới của các dây cáp này sẽ được cố định vào một tòa tháp cao 48 km trên mặt đất. Thang máy đó sẽ đi từ nền tảng này đến nền tảng kia với tốc độ hàng ngàn cây số một giờ. Nhưng nền tảng này sẽ được đặt cả trong bầu khí quyển phía trên và không gian mở. Nhưng bạn có biết điều tuyệt nhất về thang máy không gian là gì không? Ý tưởng này thực sự xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1895. Nhà khoa học người Nga Konstantin Tsiolkovsky là người đề nghị xây dựng một công trình như vậy. Số 3. Khinh khí cầu. Đúng, không có công nghệ đột phá nào đâu. Chỉ là một quả bóng khí heli lớn sẽ bay đến tầng bình lưu, sau đó lên vũ trụ, mang theo 2 phi công và lên đến 6 khách du lịch. Một chuyến bay dài 6 giờ sẽ có giá khoảng 1,7 tỷ đồng mỗi người. Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm riêng. Trước hết, ở phần cuối của cuộc hành trình, quả bóng có thể sẽ hạ cánh cách 480 cây số từ điểm khởi hành vì gió. Thứ hai, sẽ mất không dưới 2 giờ để khinh khí cầu đến được không gian. Để so sánh, tên lửa có thể làm điều này trong 4 phút. Số 4. Vòng tròn quỹ đạo. Nguyên lý của vòng quỹ đạo sẽ tương tự như của thang máy không gian. Một mặt, chiếc nhẫn khổng lồ sẽ bao quanh hành tinh của chúng ta, với một số điểm nối nó với các trạm mặt đất trên trái đất. Bên trong mỗi trạm mặt đất sẽ có một thang máy siêu tốc cho phép bạn du hành vào vũ trụ. Vòng quỹ đạo có thể được tạo ra ngay trong không gian với sự trợ giúp của các khoáng chất được tìm thấy ở đó. Thật không may, dự án này khó có thể bắt đầu trong tương lai gần vì chi phí khổng lồ của nó. Mặt khác, họ nói rằng các vòng quỹ đạo có thể được lắp đặt xung quanh mặt trăng và các hành tinh lân cận. Điều này sẽ giúp người ta xâm chiếm những lãnh thổ mới. Số 5. Móc câu mặt trời. Bạn có thể hình dung ra một lưỡi câu cá khổng lồ, không, thậm chí còn lớn hơn, kéo dài suốt từ không gian và dừng lại ở đâu đó trong bầu khí quyển của trái đất. Đây được coi là một phiên bản mini của thang máy không gian. Xét cho cùng, nó tuân theo cùng một nguyên tắc, nhưng thay vì chạm đất, chiếc móc bị treo lơ lửng trong không trung. Ngoài ra, cũng không cần tháp trên mặt đất nữa. Vì vậy, một tên lửa trước tiên vận chuyển tải trọng đến đầu dưới của cáp móc câu, và sau đó công trình khổng lồ này sẽ gửi tải trọng ra ngoài vũ trụ. Số 6. Máy bay. Nhiều khả năng là chiếc máy bay siêu âm với động cơ phản lực có thể biến thành tên lửa, có thể bay vào vũ trụ. Oxy lỏng sẽ được bơm vào ống xả, biến động cơ trở thành tên lửa. Điều này sẽ giúp máy bay đạt tốc độ lớn hơn. Và trên đường về, động cơ sẽ lại biến thành động cơ phản lực thông thường. Chiếc máy bay như vậy có khả năng để bay với khoảng cách giữa Sydney và Los Angeles khoảng hơn 12.000 km dưới 3 tiếng đồng hồ. Đồng thời, một chiếc máy bay thông thường mất hơn 14 giờ để bay qua cùng một khoảng cách. Số 7. Đài phun nước không gian. Một đài phun nước không gian sẽ giống như thang máy không gian, chỉ là không có thang máy thôi. Sẽ có trạm không gian và trạm mặt đất. Các trạm mặt đất sẽ trông giống như các buồng hình chữ U, và các trạm không gian sẽ trông giống nhau, ngoại trừ các buồng bị lộn ngược lại. Chúng sẽ tồn tại trong không gian nhờ hàng triệu viên từ tính mà các trạm mặt đất sẽ bắn vào chúng. Những viên này sau đó sẽ được gửi trở lại trái đất và chu kỳ sẽ tiếp tục. Đồng thời, các máy gia tốc điện từ lót trên tường của các phòng mặt đất sẽ gửi tải trọng vào không gian. Thật không may, mặc dù dự án này nghe có vẻ hay, nhưng nó sẽ đòi hỏi một lượng năng lượng đáng kinh ngạc. Hãy tự xem nhé! Một đài phun nước không gian với các buồng không gian cách 1930 km từ bề mặt trái đất sẽ cần dùng một lượng năng lượng của toàn bộ một thành phố.
Nhân tiện, bạn thích dùng thang máy hay đài phun nước hơn để đi vào không gian? Chia sẻ lựa chọn của bạn trong phần bình luận dưới đây nhé. Số 8. Đại bác không gian. Đúng như tên gọi, cỗ máy này có thể bắn trọng tài trực tiếp vào không gian. Một trong những đề xuất là xây tên lửa không gian dài 1.100m và đặt nó ở đâu đó dưới vùng biển ở Xích Đạo. Phần duy nhất có thể nhìn thấy sẽ là đỉnh thùng và một giàn khoan, thứ giúp giữ nó nổi trên mặt nước. Nếu nó được chế tạo, sẽ chỉ tốn $250 để gửi nửa ký trọng tài vào không gian. Hạn chế duy nhất, nó không thể sử dụng để phóng con người lên vũ trụ. Sức nén sẽ quá mạnh đối với bất kỳ ai có thể sống sót sau một chuyến đi như vậy. Chúng ta sẽ nghe thấy một tiếng nổ gầm trời đấy. Số 9. Bệ vòng phóng. Công trình kiến trúc này sẽ được xây dựng bằng cáp tư, được phủ bằng vật liệu bảo vệ đặc biệt. Cả hai đầu của vòng phóng sẽ được cố định chắc chắn trên mặt đất và phần trung tâm của đường phóng sẽ vươn cao lên trời, giống như một phần của tàu lượn siêu tốc khổng lồ. Chuyến tàu không gian sẽ khởi hành từ một phía của vòng lặp và khi đến giữa đường ray, nó sẽ phóng vào không gian. Thật không may sẽ tốn một khoản ngân sách rất lớn để xây dựng công trình này. Số 10. Bánh xe phát động khổng lồ. Còn được gọi là máy phóng điện từ, loại phương tiện giao thông sáng tạo này sẽ giống với tàu đệm từ. Nó sẽ không có bất kỳ bánh xe nào, thay vào đó nam châm lớn sẽ giúp người lái trượt qua đường ray. Thứ gọi là tàu này sẽ di chuyển bên trong một cái ống, đỉnh của nó sẽ chạm tới bầu khí quyển phía trên. Mặt khác, nó vẫn sẽ bị mặt đất giữ lại bởi những chùm kim loại chắc chắn. Nếu dự án này được đưa vào thực hiện, nó sẽ có giá chỉ $5,000 thay vì khoảng 60-80 triệu đô la mỗi người khi đưa phi hành gia đến trạm vũ trụ quốc tế. Wow, thật ấn tượng phải không? Nhưng nếu bạn không muốn chờ đợi và muốn lên đường vào vũ trụ ngay lập tức thì sao? Vậy thì tôi có một loạt các ý tưởng cho bạn đây. Ví dụ, bạn có thể đăng ký tham gia nhiệm vụ Mars One. Các nhà tổ chức đang tìm kiếm những tình nguyện viên muốn thiết lập thuộc địa trên hành tinh đỏ. Tuy nhiên, ý tưởng này sẽ có hai nhược điểm lớn. Trước hết, bạn sẽ không bao giờ được quay trở lại trái đất. Và thứ hai, công ty đang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ này đã phá sản vào tháng 1 năm 2019 sau khi họ thất bại trong việc gây quỹ $6 triệu cần thiết cho vụ liên doanh này. Một lựa chọn khác là tham gia một chuyến đi trên tàu vũ trụ thương mại của Virgin Galactic. Chiếc máy tuyệt vời bay lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2018 và ngay sau đó nó có thể đưa khách du lịch vũ trụ đầu tiên tới độ cao từ 80-96 km. Đó là độ cao mà bạn sẽ được chuyển đổi từ vị trí du khách để trở thành một phi hành gia. Những hạn chế ư? Chuyến bay này sẽ kéo dài chỉ 2 tiếng rưỡi mà thôi. Và có lẽ bạn sẽ phải bán cả nhà mình để trả mức giá 5 tỷ 8 đồng cho hành trình này. Nếu bạn chưa sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để ngắm nhìn tận mắt quả cầu màu xanh xinh đẹp của chúng ta, bạn có thể sử dụng dịch vụ của một công ty chuyển phát không gian và gửi một vật thay thế nào đó lên vũ trụ. Thông thường, một gói lên mặt trăng sẽ mất khoảng 2,7 tỷ đồng mỗi kg. Nhưng nếu bạn sử dụng các dịch vụ chuyển phát không gian, bạn sẽ tiết kiệm được rất rất nhiều tiền khi chỉ gửi ảnh của bạn hay một vài vật nhỏ xinh ý nghĩa khác lên bề mặt mặt trăng. Và cuối cùng, đơn giản là bạn hãy trở thành một phi hành gia. Sau đó bạn sẽ có mọi quyền để nhìn ngắm hành tinh của chúng ta từ trên cao. Ở đó, dễ cợt. Vâng, hẳn thế rồi. Này, nếu bạn đã học được điều gì đó mới hôm nay thì hãy cho video này một lượt thích và chia sẻ nó với bạn bè nào. Và đây là một số video khác tôi nghĩ bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp vào bên trái hoặc bên phải và ở lại với soi sáng nhé.